Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin Giá Vàng được phát trên kênh Tuyết UK. Bản tin sáng ngày hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2020 gồm có những nội dung như sau. Mời bạn lắng nghe. Đầu tiên xin chúc bạn có một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn. Tiếp sau đây xin mời bạn đến với bảng giá chi tiết được cập nhật vào lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm 2020. Giá vàng trên thế giới hiện đang ở mức 1.933,52 USD trên ounce. Giá vàng trong nước, giá vàng SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 55.750, bán ra 56.700.000, nhẫn 469 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 53.650, bán ra 54.500.000, vàng nữ trang 469 mua vào 53.200, bán ra 54.200.000, vàng nữ trang 24K mua vào 52.063, bán ra 53.663.000, vàng nữ trang 18K mua vào 38.504, bán ra 40.804.000, vàng nữ trang 14K mua vào 29.452, bán ra 31.752.000, vàng nữ trang 10K mua vào 20.454, bán ra 22.754.000. SJC các tỉnh thành phố. SJC Hà Nội mua vào 55.750, bán ra 56.720.000. SJC Đà Nẵng mua vào 55.750, bán ra 56.720.000. SJC Nha Trang mua vào 55.740, bán ra 56.720.000. SJC Cà Mau mua vào 55.750, bán ra 56.720.000. SJC Bình Phước mua vào 55.730, bán ra 56.720.000. SJC Huế mua vào 55.720, bán ra 56.730.000. SJC Biên Hòa mua vào 55.750, bán ra 56.700.000. SJC Miền Tây mua vào 55.750, bán ra 56.700.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.750, bán ra 56.700.000. SJC Quy Nhơn mua vào 55.730, bán ra 56.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 55.770, bán ra 56.750.000. Giá vàng SJC tổ chức lớn. Doji Hồ Chí Minh mua vào 56.010, bán ra 56.690.000. Doji Hà Nội mua vào 56.000, bán ra 56.700.000. BNG Hồ Chí Minh mua vào 55.900, bán ra 56.700.000. BNG Hà Nội mua vào 55.900, bán ra 56.700.000. Phú Quý SJC mua vào 56.050, bán ra 56.750.000. Mi Hồng mua vào 56.050, bán ra 56.550.000. Bảo Tính Minh Châu mua vào 56.100, bán ra 56.700.000. Giá vàng SJC tại ngân hàng. Exxonbank mua vào 55.750, bán ra 56.450.000. ACB mua vào 55.700, bán ra 56.500.000. Sacombank mua vào 55.650, bán ra 56.900.000. SCB mua vào 55.350, bán ra 56.450.000. Mastercard mua vào 55.350, bán ra 56.850.000. TP Bank Gold mua vào 56.000, bán ra 56.700.000. Tiếp sau đây thì xin mời bạn đến với một câu chuyện giải trí có tựa đề Cách vàng một bước. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của thất bại là thói quen dễ dàng từ bỏ mơ ước khi gặp phải những thất bại tạm thời. Trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta ai cũng đã từng phạm phải sai lầm này, không lúc này thì cũng lúc khác. Bất kỳ ai trước khi đi đến thành công đều phải gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách và có thể cả thất bại. Khi gặp khó khăn trở ngại, cách dễ dàng nhất và có vẻ như hợp lý nhất là bỏ cuộc. Đó cũng chính là cách mà đa số chúng ta vẫn thường làm. Thế nhưng qua câu chuyện Cách vàng một thước trong Bí mật làm giàu của Napoleon Hill sẽ chứng minh một điều khác. Cuốn sách này dẫn chứng một nhân vật tên là Darby. Vào thời điểm mà người ta đổ xô đi đào vàng, ông chú của Darby cũng bị cuốn theo cơn sốt vàng đó và đã đi về hướng Tây để đến Colorado để đào vàng với hy vọng trở nên giàu có. Và sau nhiều tuần lao động vất vả, ông chú của Darby phát hiện ra một mỏ quặng sáng lấp lánh. Ông cần phải có thiết bị để đưa vặn lên khỏi mặt đất, nên ông đã âm thầm lắp mỏ và trở về nhà. Ông kể với người thân và một số người láng giềng rằng mình đã dò trúng mạch. Thế là họ gom góp tiền để mua máy móc và trở lại đó. Darby cũng quyết định tham gia và cùng với chú mình quay trở lại mỏ.
Chuyến xe đầu tiên chở vặn vừa khai thác được chuyển tới một xưởng nấu kim loại. Kết quả cho thấy họ đã tìm được một trong những hầm mỏ có hàm lượng vàng cao nhất Colorado. Và chỉ cần vài chuyến xe chở vặn như thế này nữa là họ sẽ đủ khả năng trang trải hết nợ nần và sau đó là tha hồ mà làm giàu. Càng đào sâu xuống thì hy vọng của Darby và ông chú càng lên cao. Thế nhưng ánh sáng hy vọng dường như đã tắt ngấm. Các mạch vàng bỗng dưng biến mất, giấc mộng của họ tan vỡ trong phút chốc khi suy nghĩ mỏ vàng mà họ đang tìm kiếm bỗng nhiên không còn ở đó nữa. Họ cố gắng đào tiếp một đoạn nữa nhằm tìm lại dấu vết của mạch vàng, nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Cuối cùng họ quyết định bỏ cuộc. Họ bán hết máy móc cho một người mua phế liệu để lấy vài trăm đô, rồi lên tàu trở về nhà. Người mua phế liệu mời một kỹ sư mỏ đến xem xét và đánh giá lại và làm một vài tính toán nhỏ. Người kỹ sư nói rằng sở dĩ việc khai thác thất bại vì chủ hầm cũ không biết nhận ra những tuyến đứt gãy địa chất. Tính toán của ông ta cho thấy mạch chính chỉ cách nơi chú cháu của Darby đã ngừng đào gần một thước, và đó mới chính là túi chứa vàng. Người thu mua phế liệu kiếm được hàng triệu đô từ hầm mỏ đó bởi ông ấy biết tìm chuyên gia để tư vấn và có kinh nghiệm trước khi bỏ cuộc. Để hụt mất một kho báu chỉ vì từ bỏ khi còn cách vàng một thước đã trở thành một bài học khó quên với Darby, nhưng anh đã ứng dụng bài học bổ ích đó để thành công trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm của mình. Anh luôn tự nhủ: mình đã từng bỏ cuộc khi chỉ còn cách kho báu gần một thước, nhưng mình sẽ không bao giờ dừng lại nếu khách hàng nói không khi mình mời họ mua bảo hiểm. Darby trở thành một trong số ít những người có doanh số bán bảo hiểm dân thọ trên 1 triệu đô một năm. Giờ đây, anh đã có được sự bền gan vững dạ nhờ bài học từ việc bỏ cuộc giữa chừng trước đó. Bản tin về giá vàng sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.